Garena. Đứng lên cùng thùng container thứ hai và liên tiếp thêm tên. Nhưng Mister không phải lại một lần nữa tỏa sáng hơn quả lựu đạn trong tay của mình. Anh ta bắn gục thêm cả Siren. Và bây giờ tên đánh hai WG cảm thấy hơi mê mộng. Nhưng họ có những tình huống phản công. Đi qua cũng đã gục. DT9 là người sống sót duy nhất. DT9 đang cầm cho mình lửa chạy. Anh ta hồi clip một lượng máu nhỏ đủ để thể lao lên tấn công. Nhưng WG mới là người giành chiến thắng cuối cùng với pha solo kill đến từ Circus. Giờ góp thi đấu rất xuất sắc nha. Có đến tận 4 kill trong ván vừa rồi. Chính xác, đó là một tình huống mà The Ghost cùng với nhiều đồng đội đã làm được điều không tưởng. Chính bên phía của God of War là những người có được ưu thế. Nhưng bằng một cách nào đó, bằng một sự thần kỳ, những tình huống trái nét ngược lại rồi phạt lết 1-1 cực kỳ kinh khủng đến từ The Ghost. WT không thể thủ được tiếp nữa. The Ghost và Dolphin đến bên này sử dụng hòm tính để có thể chặn, và Mexico phải buộc chạy ra bởi lý do không biết rằng ở trong đây có tận hai người. Dolphin đang nhảy tới, hai tuyệt vời. Dolphin đang mở đường máu, tạo ra một sự khác biệt dành cho WAG, đại diện mạnh nhất của Việt Nam tại Free Fight World Series Bangkok 2023. Xvi đang bị tấn công và lao chạy, bắn đi, chạy vào, đều đang yếu rồi. Cơ hội của chúng ta và hai con đánh nhau thua ông chắc lời ở phía bên này. WG còn hai người, bên phía XP còn hai người. Chúng ta đang dồn đối thủ. Hai tuyệt vời đội Phil ơi, sẽ là tốc độ thì cuộc họp chợ đã được diễn ra đến từ E-Gaming, đến từ Joy World. Và cái cuộc họp chợ lần này, người chiến thắng chắc chắn sẽ là Joy World. Vâng, Văn Thành vẫn còn, Minh Su vẫn còn, họ đang cố gắng bắn. Nhưng có vẻ như là vòng bo này sẽ không tha cho cả hai. Không được. Và vòng bo này không tha cho bất cứ ai trong hai cái tên này cả. Và liên tục có bị bắn. P-Sport họ đang có lợi thế, họ nằm giữ tempo, họ đang cố gắng để xả sát thương ra ngoài. Swordhoop đang cố gắng tiến vào trong nhưng họ đang mất đi những người chơi của mình vì vòng bo trước đó. Áp thực là quá nhiều và coi như chúng ta nhìn thấy rằng đây sẽ là cái Booyah dành cho P-Sport. Chạy đi đâu được nữa khi P-Sport đã tỏ ra quá mạnh. Cyrus lộ ra thì cũng này không còn cơ hội nào cả. Top 3 đã có chủ, bây giờ P-Sport lao vào trong vòng bo. Họ cố gắng để hồi máu mà thôi, ba người chơi vẫn đang cố gắng đi cùng với nhau. Nhưng cơ hội coi những lượng máu đang là quá ít rồi và ai top okay. Đây cái gì đây? Booyah, cảm giác rất chưa một xanh cho bên miếng của WAG trong ngày hôm nay. Ranking lao vào, Ranking đang có hèn, đang có rất nhiều thành viên đứng ở phía bên ngoài chờ đợi. Và WG có vẻ như đang hơi khó khăn, Dolphin còn có một mình mà thôi. Nên nhớ rằng đây có thể sẽ là Dolphin của những năm 2018. Một Dolphin cực kỳ mạnh mẽ và với có tay cực kỳ to. Nhưng ở phía ngoài kia có không chỉ một đối phương đâu mà có rất nhiều đối phương. Dolphin bị bắn gục rồi, chưa ai confirm kill Dolphin. Bò đang co vào, Dolphin đang bò, Dolphin đứng dậy được, Dolphin vẫn đang dậy, Dolphin bắn gục thêm một người nữa. Phản thành đã đi, không tin nổi, 7 kill dành cho WAG. Và V-Gaming đã giúp cho WAG có thể lấy Booyah trong lần này. 1v1, sao Dolphin lại có thể làm như vậy được nhờ? Sao Dolphin có thể sống điên cuồng như vậy được nhờ? Trời ơi, 80 máu. Dolphin đang đứng sẵn ở đây từ chiều và Ranger có vẻ như không thoát nổi rồi. Ranger đang có sự tự tin hơn, nhưng Dolphin có cho con và Dolphin. Có một cái hàng rào nhỏ trước mặt tránh đi màn giao tranh giữa MIBR cùng với cả Magic Squad. Cơ hội Booyah dành cho WAG đang là rất lớn. Họ sẽ tiếp tục tấn công vào Magic Squad. Đúng rồi, chọn đối thủ rất thông minh. Và đó là giờ gót của cầu, đó là MP5 của mình. Anh ta bắt đầu lao lên, anh ta tấn công, anh ta tìm thấy điểm yếu của đối phương. Magic Squad sẽ đi. Cơ hội mở ra dành cho WAG thì đã bất ngờ gót rồi. Vẫn còn 3 thành viên ở đây. 3, đấu 4, đại diện của Việt Nam đang rất cố gắng. Cyrus lao lên, Cyrus không cứu được giờ gót thì phải. Và chỉ có 3 người mà thôi. Đối
Dương đang rất mạnh nhưng chúng ta có tinh thần mạnh hơn. Chúng ta có những pha lật kèo và anh cũng xem thôi. Ta đã kích hoạt được Sonya của một người rồi. Dovi đang lao lên và Greely đang có mặt ở đây. Dovi có tập kill, 9 mạng dành cho WAC. Cơ hội để Booyah là đây chứ đâu. Dovi lao lên đi. Dovi có rất nhiều kèo tài đốt không chủ động được một chơi vừa rồi. Dovi làm tất nhiệm vụ của mình. Hai đối đầu với ai? Bên kia chúng ta có một người chơi đi phải. Dovi là gì? Dovi tập phô phách. Và đó là Booyah cho WAC. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.